Competitive vẫn chơi được đúng không? Competitive em vẫn chơi được bình thường. 5 người chơi được đúng không? Dạ vâng. Anh sợ competitive okay. Lắm. Competitive thì tụi nó bắn ghê thôi anh, nhưng mà tấu hài vẫn tấu hài được anh à. Ok được rồi, ok chơi nha. Vào nha. Anh em nào chết trước thì thôi nha. Đừng gọi tên anh nha, anh không quen ai hết. Ủa? Okay. Em bảo này, một người ơi, dạ một người out giúp anh nhá, xong rồi vào lại nhé. Bởi vì là anh đang bật VPN. À dạ vâng. Nó sẽ rất chậm ấy. Để anh tắt VPN nhé. VPN để anh tắt một tí. Nha. Hoặc là mọi người cứ ở lại Discord cũng được nhé. Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh sẽ phải tắt cái Discord. Sẽ phải tắt cái Steam một tí. Mai mà anh ngoài Hà Nội Mỹ vấn đề gì trời. Đang bị vấn đề gì không biết nữa. Ừ. Ủa nạn thì chưa không cho mình chơi. Sao ta nó bị cái gì anh à? Anh cũng không biết tại sao nó cứ kiểu anh mà để VPN, kiểu anh không bật cái VPN thì nó sẽ bình thường. Còn anh mà bật VPN thì nó lại được, nhưng mà hôm nay thì nó lại không được. Không, hồi nãy nó hiện màu vàng, nó chỉ là bị xếp trận lỗi thôi anh ạ. Là cái gì cơ? Tại vì CSGO nhiều người bị xếp trận bị lỗi á. À, nên là chỉ cần xếp trận lại thôi. Không, CSGO thì không vấn đề gì cả, CSGO thì vẫn bình thường. Anh năng nó là GTA. À. GTA nhiều khi nó sẽ bị thế. Gì tiền nó cứ không cho mình vào ấy. Ok, vô. Reset máy thử đi em. Kìa, cái gì em? Anh reset máy thử đi. Đang live mà. Đang live. Reset máy hả? Đang live cũng reset máy được. Cái máy reset máy vẫn được bởi vì anh live trên bàn máy khác. À, em hiểu rồi. Em biết anh live bằng cái máy. Nhưng mà vấn đề là bây giờ anh đang tải một cái file lên to quá. Anh đang up một cái file lên cho nên là anh không làm được. Anh đang up một cái file lên gọi là gì ta. Ok, thiếu một người nhỉ. Thiếu anh nhỉ? Thiếu Đức à? Hay là thiếu ai? Đây. Hàng Anna chưa vào. Ôi, Đức đang vào, ai vào trước, nhanh lên, hai người nào vào đi, nhanh lên. Đứa nào vào trước thì chơi nhá. Có mời đâu mà vào. Đang chờ nha. Sao cho nóng nữa? Anh chưa mời anh ạ. Cái gì cơ? Chưa mời. Anh chưa mời anh nè. Mời rồi mà. Không thấy gì đâu, ok. Đây mời lại rồi. Đây về mới thấy này. Đâu nhỉ? Dino cũng đang vào này. Đâu vô. Chưa? Đâu vô. Ok, vô nha. Xong rồi Đức vào sang nha, Đức vào vẫn được nha. Bắt đầu vào thì Đức vẫn có thể vào sang. Ờ, nếu như mà nhiều người là phải chơi chế độ kia này, competitive nó chỉ chơi được giới hạn 5 người với những cái người 5 người khác thôi anh ạ. À, thế à? Nên là anh nếu như muốn chơi nhiều người, tại vì em thấy hồi nãy là em thấy có 5 người, nên là competitive chơi được. Nhưng mà nhiều người quá thì nên chơi chế độ casual hoặc là các chế độ khác. Hiếu Đức, Đức đang chưa vào. Đức đang muốn vào. Để Đức vào sao vậy?
Anh xin chào. Ơi. Ấy em nhường cho Đức này. Bán xe em chưa? À, nhưng mà bây giờ đang vào mấy cậu ơi. Thôi vào thôi, vào thôi. Rồi. Ok, thì Đức vào đi Đức. Cho Đức vào luôn cũng được. Ok nha, cảm ơn em. Ồ, thế là Dragon nhường à? Em thế thì em vào sau nha. Nếu mà yeah. Hay là thế này đi, mình chơi cái khác bởi vì anh thấy cái này nó lốt lâu quá. Cái nào cũng được anh ạ. Xem có lốt không nha. Cảm ơn CJ Faken nha. I see you. Bây giờ thế này nhá. Ai là người trong bốn đứa mình nhá, hoặc là trong năm đứa mình được ai không? Là người được số điểm thấp nhất là sẽ bị phạt nhá. Okay. bây giờ mình sẽ phải tính là điểm phạt là phạt như thế nào. Này có vụ này nữa hả? Hôm nay có vụ này. Khó thế. Thì bây giờ mọi người chọn đi. Mọi người comment ở dưới đi. Ai điểm thấp nhất thì sẽ bị phạt và bị phạt như thế nào? Mọi người comment ở dưới đi nha. Còn... kêu em lên Đức kìa. Alo Đức à? Anh thấy em thấy... Nãy giờ hơn 1 phút rồi nó chưa vào kìa. Vẫn chưa vào được. Thế thôi mình chơi Arms Race nha. Dạ vâng. Bây giờ mình chơi Amrish nha, nó sẽ vào luôn. Ôi! Tư. Chờ Đức vào lại. Đức vào lại đi Đức. Rồi, em đang vào đây. Mạng kém quá anh ạ. Khổ thân. Thế mà muốn. Anh đang bảo là ai ít điểm nhất là sẽ bị phạt nha. Ôi, phạt gì đây? Bây giờ mình phải tính là phạt như thế nào. Bây giờ anh em vote đi. Một là... Người ít điểm nhất phải nói cho quý vị khán giả nghe một tật xấu mà nó cực kỳ tồi tệ của người đó. Ok nha. Em phải nói một tật xấu của em cho khán giả. Nếu là anh cũng sẽ nói luôn nha, chứ không trừ ai hết. Vâng ạ. Được nha. Ok, thì em phải nói một tật xấu. Đấy là phạt đầu tiên nha. Còn phạt thứ hai thì nó sẽ nặng hơn nha. Anh em đừng có sướng quá nhé. Ai ít điểm nhất. Em cho một bạn thôi à? Một ván thôi à? Ok em, cũng được. Không sao anh em. Thế Dragon chuẩn bị vào nha, mình chơi một ván thôi. Tab đang có... Prime đang có... Em tên là Prime đúng không nhỉ? Tab O210. Em tên là Võ ạ. Võ à? Võ, ok. Võ đang có việc, nó chỉ chơi một ván thôi nhá. Cho nên là Dragon sẽ được vào sớm nhá. Ok, mọi người cứ tự chọn nha. Thôi, mọi người đừng tự chọn, mọi người phải chọn cảnh sát. Mọi người chọn cảnh sát nha. Được anh ơi. Bởi vì là nếu mà mọi người tự chọn thì mình sẽ không mấy được. Mình lại giết nhau thì lại không. Ô, thằng chó này. Em vừa nghe thấy có ai đó Discord. Thế à? Bỏ ao chơi. Ôi sao không thấy bên này nó có ai nhảy như là toàn bot hay sao ấy nhỉ? Bên kia toàn bot luôn á.
Toàn bot hết cho luôn á. Bot. Ok kìa. Bot không anh ơi. Có đứa không phải bot nha. Nó vừa bắn chết anh đó. Bot đấy. Ôi, anh ơi, hình như có một có ông người, này, có người, em có người thấy quen lắm nhá. Cái gì? Thấy có một ông DZ này. Ờ. À, đá không được anh ơi. Em thấy ai cơ? Anh DZ đấy. Làm gì? Đá stream đấy. Đúng rồi, nhưng đá stream. Đá stream à? Vâng. Khi nào nó làm gì? Anh không để ý mỗi lần anh chơi CS của anh ý bảo DZ đấy. Đúng rồi, mấy lần rồi đó. À. Được, thằng khốn nạn chứ. Chơi livestream bở phút. Ý, livestream nè. Thấy nó cứ dí hồng mọi người ơi. Kia mới vào cơ mà. Ai đứng phía sau em mà bị giết thì phải bảo anh nhá. Okay. Anh toàn tưởng là thằng nào vừa bắn anh đấy. À, gì gì đi. Zin Zin được nhá. Tao thấy mày rồi đấy nha. Mày sẽ chết vì tao đấy. Còn phá stream của bố hả? Mày vào chỉ để phá stream của bố chứ gì. Chết vì tao đấy. Dạ. Ây da, ây da, ây da, đau, 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 đau. Cái chú này. Zin lại đá ra stream rồi. Ừ, đá stream mới giờ rồi. Chơi thế thì ai chơi. Kìa, chết vì nhau à? Mày tăng xin này kinh đi. Ê, cây nhỉ? Hoàng lấy vị trí. Ok. Trường trái phải cũng có đó.
Đằng sau anh ơi. Hay quá, hay quá. Cho mình xin cô lâu nha. Dạ. Hay à. Như có người vô chơi đó hết boss rồi đó nha. Ui, nhanh thế. Ôi. Để xem nào đứa nào thấp điểm nhất. Hạng Anna. Trẻ. Bây giờ Hạnh Anna nói đi nào. Ừ? Nói một tật xấu về em nào. Check à? Mình vào. Tật xấu là lâu lâu không quên rửa nói một tật xấu về em. Nói đi. Thì là quên rửa tay đó. Lâu lâu không quên rửa tay giúp ai đó. Cái gì chẳng nghe được gì cả. Ý là tật xấu là lâu lâu cũng quên rửa tay giống như ai đó. Mọi người có hiểu gì không? Không anh ơi. Không anh ơi. Wow. Yeah. Anh cũng chả hiểu gì luôn ý. Không hiểu được câu bưởi của ông qua đó. Em nghỉ nhé, em nghỉ nhé. À ok 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 em nha. Bye bye anh nhờ. Chào em nha. Bảo Dragon nó vào nha. Để xem nào. Oh, bây giờ làm sao để mời Hòa. Ok. Full team nữa. What the fuck? Như lần này có người chơi nha. Ow. Thằng nào đây? Thật lắm. Có được. Ôi dồi, Đức à, chó này. Em bị phun tên. Chi chi là đứa nào vậy? Đây. Tìm tao đấy hả? Không, em thấy ai em bắn thôi. Bỏ cái dao đi à? Ai à? Lại gì nó phiền. Người lúc nãy đang sinh nhảy sao? Đâu làm cái nhà ấy. Hello you guys.
Chúng nó đang xông vào, chúng nó đang xông lên nha. Biết mình đang ở đâu rồi. Kìa. Nice shot. Là một cái thằng khác. Đừng. Okay. Ở đâu? Thằng nào? Ghét cái thằng này quá. Nó cũng chết. Nice. Phải thế. Anh đã nói bề tiếp. Lần 2 nha. 2 tật xấu em phải kể cho cánh giải nha. Anh chỉ đang nói 2 tật xấu rồi nha. 2 tật xấu em phải kể cho cánh giải. Lát nữa mình chơi xong thì em phải bắt đầu kể nha. Chuẩn bị. Làm thế nào để kick ông Dinh Dinh này ra khỏi server nhỉ? Trời ơi. Ông này chơi bẩn quá.
Em để ý có mấy lần anh chơi CSGO anh ấy toàn vào. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà chưa chắc là đã stream, bởi vì stream của anh kiểu gì cũng sẽ chậm hơn ấy. Nhưng mà nếu bạn ấy mà không đã stream thì sao biết mình chơi đâu. Kiểu gì? Ôi cái này. Ôi đếm mất rồi. Ôi anh phải vào team ấy nha. Anh vào team tội phạm nha. Team cảnh sát bị đẩy mất rồi. Kia, cùng giết nhau sao? Tao chỉ chậm hơn vài giây thôi mà. Cái này có phải đặt bom gì không? Có bọn vẫn thế. Kìa yeah, sao mình bắn nó rồi mà cũng chết nhỉ? Đức ở nãy này... anh vừa bắn em đúng không? Không ạ, nãy em vừa thế này sao? Uầy, hàng Anna được đấy, được, được lắm. Ông lên tay rồi đó, bố đừng có xem thường thôn. Dương Đức ba lần nha. Anh tích súng này vãi. Đây là AV cấp 1. Ô kìa, anh vừa bắn. Ôi.
Qua đây lớn luôn. Ai. Ôi, bị kịch. Cùng giết nhau luôn. Sắp nhà của người ta luôn. Sao chú mày? Này. Ai? Ai nhỉ? Yeah, sao tôi vào team nào team đấy cũng thắng nhỉ? Xem nào. Hành ngang bề tiếp. 4 tật xấu nhá. À 3 tật xấu. Ê ơi, Hoàng với cả Đức toàn. Ê, có các bạn thì cũng bé hơn con kìa đó. Được, mày được lắm. Anh mời có cách nào kích nhiên nhiên không ta? Có cũng mày được Dragon nhỉ? Chơi đó stream cho bẩn quá ê. Ai à? Ai? Thì bạn xin nhiên đó. Không, anh nghĩ là lúc này và anh có mời đấy. Hình như là anh là bạn với nó. Thì anh vào team nào nó sẽ vào team kia. Anh nghĩ là nó có vào livestream đâu.
Ui. Anh rất thích cái này đấy. Anh thích cái này. Anh vào team tội phạm nha. Anh thích cái map này. Đi về tội phạm đúng không? Ok. Ờ, tội phạm ở đây nó có nhiều chỗ núp lắm. Vào nhà mình luôn nhỉ? Này đi hoàng. Thêm là phá bánh kiểu gì ấy. Mình đang mày nhìn bọn này nó sắp nhảy vào mình và nhà mình luôn. Chơi bẩn chút. Tí xong trận đi, chỉ anh cách những người phá anh không có vô được nữa. Chỗ này anh thấy ok đấy. Kìa. Sao mà lại tập trung vào mình trước nhỉ?
kinh quá, không sợ chết. Bố ở tiền quá, cũng hơi kinh đấy, không biết được ở đâu. Đức ơi, 3 lần rồi nha Đức. Nghe tiếng chân ai đó đang đi qua mà. Súng lần 2 rồi đấy. Chơi dao. Này toàn chơi dao anh thôi. Thằng chó. Thằng Đức này, anh giết mày. Ui. Ủa đấy sợ thế. Đức ơi, mày giết tao heavy nhiều đấy nhá. Em gặp đâu hình như thế đó chứ không phải em ấy. Em bị sát anh. Ok. Giỏi lắm nha con. Ta lại phải sorry. Con mà không giết buổi là buổi giết con đấy. Dạo này giờ bố mà con lên tay nữa. Đâu biết nha. Wow. Sao đây anh? Sao đây? Toàn ăn với cả hàng Anna thôi. Dã man thật sự. Nhỏ thì sao? Ê, hồi nãy ai có gì? Chị cắt cái bài gì nhìn á. Em làm sao mà em lúc nào cũng bệt ý nhỉ? Hả? Làm sao mà lúc nào con cũng bệt thế nhỉ? Con làm gì? Con lỗi với bố à? Chỉ những người đã kết bạn với anh mới có thể join được với anh, nên là anh coi lại trong list friend, nếu như có Đức á thì anh unfriend hoặc là block thì người đó sẽ không vào được với anh. Nếu như anh kiểu như là chưa có không phải là bạn bè thì người đó sẽ không tự vô được. Ok. Bây giờ tôi sẽ đứng xa để mấy vấn mấy thanh niên này nó bắn mình chết. Ai à? Chưa hết. Sao nó bắn được mình nhở?
Kìa, nghe có trong này có mấy thằng Trung Quốc nhỉ? Đúng rồi. Có mấy như 3-4 thằng ý anh. Rồi, đi chậm chạp lắm rồi, còn thêm mang cửa nữa. Toàn máu mê thế này, sợ thế. Mặt mày đâu? Ui. Ờ, tụi nó chạy vô kìa, alo. Tôi mà không đuổi xuống cứ không dám ra ngoài. Biết ngay mà, tôi chỉ cần ra một tí tự là chết luôn. thằng nào bên nha, có hai thằng ghost cùng. Sao giờ mọi người ơi, bọn kia đi cho bự quá. Ok kìa. Thằng này còn spray thôi. Còn cửa không mà ai cho nổi. Này bot à? Riz Duan là ai? Người bố ơi, đâu phải bot đâu, alo. Ô kìa, mình lại ngu thế. Ô
Ai đấy nhở? Từ phía này là... Trời ơi, Zinzin nó phá em một trận một mạng. Không ơi, em win rồi. Zinzin nó phá một trận mặt em đúng thế. Từ thế này đi, đánh hủy kết bạn với nó vậy. Dạ. Đánh hủy kết bạn với Zinzin, đánh xem nào. Nó chơi vậy, nó phá em quá. Ôi. Từ từ. Ồ, anh không, anh chưa làm được. Phải, game mới làm được cơ. Nhưng mà thế mới là game chứ đúng không? Nhưng mà phá thì là đúng rồi. Ai lại để bà thắng dễ dàng như thế? Ai lại để bà thắng dễ dàng như thế? À, Hạnh Anna cứ đếm tiếp nha. Hay là con muốn bù đếm cho con? Sao? Cho sẵn sàng nha. Ây à, bảo chưa sẵn sàng cơ mà. Cái này chết tao. Tao biết ngay mà. Trời ơi. Come on, lời mặt ra đi. Tao đang chờ mày đây. Này. Mày đang chờ. Ấy da, nó đang tấn công qua mình đó nha mọi người. Nó đang núp ở xong nó tấn công qua mình. Ấy da. Ấy da. Một thằng ở trên nhà. Có ai thủ ở trên nhà này? Mẹ cái thằng Hoàng này. Em xin lỗi. No, sorry. Ui, ai bán thế? Đang nghi. Thằng Trung Quốc này hơi bị được đấy nha. Nó bán là mày cưng mày đấy. Mày được lắm.
Nhưng mà phòng bạn được. Mình đang nước rồi. Nhưng đất này sẽ bự nha. Chạy qua cái câu bờ nè. Ê cái thằng đỏ trên đây, trên nhà già đây anh luôn. Này thì ra xăm tôi à? Mày. Tính qua kêu bố con tôi à? Này thì xăm tôi. Ai à? Sao mà con qua bên này vậy anh luôn? Đi con qua nhà làm cái gì? Trời ơi. Đi bên phải nè. À, cái này mà bên kia. Tìm được tôi thế. Giết mình liên tục ấy. Cái thằng ở trên lò không bay thiết nè. Giết được hai lần. Alo. Đây, giết rồi đấy. Để nó leo lên lầu nó giết mình hoài, khó chịu cực. Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không bảy mạng rồi nha. Hoàng mày. Chi dân này. Tổng quá. Nó đang lên đầu, alo, alo. Thằng đỏ đang lên đầu nha. Cái thằng trong nước ấy. Đúng rồi. Thằng tổng quá. Support vậy chứ. Cùng giết nhau kìa. À, hóa ra là thằng khác nó giết mình. Con người chơi nhau. Mày kém. Mày kém vần lờ. Thế mà muốn giết mình. Lo quá. Mày muốn chơi dao à? Terrorists win.
Ôi dồi ôi, thế mà thắng được. Ôi, sao toàn tôi với cả thằng Ngân Anh nhỉ? Hoàng ơi, coi chừng nha, suýt em đã giết được em đấy. Suýt thôi. Em hơi bị may đấy, đừng có đùa. À, hôm nay cũng vui thế nhỉ? Chắc cái này cũng vui đó. Vui mà anh. Hôm nay cũng xem sang nhập ngũ không nhỉ? Ôi, nốt trở thành react sang nhập ngũ đi anh. Có người bảo là giọng trẻ con thế, Hằng Anh à. Ok. Có người bảo là giọng trẻ con thế. Giọng có trẻ con không thật? À, đúng không? Đúng mà, giọng trẻ con đấy. Ui, chết rồi, sao tự nhiên mình lại như vậy? Giọng trẻ con tâm hồn người lớn nhỉ. Ôi, xong rồi. Nhanh. Ta này nhìn biết hết rồi. Đi đi đi, let's go. Ai da. Này thì lời mặt này. Tè. Chém. 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 Ô kìa, mình né rồi mà. Này, thầy né. Có Dương đang vào, Dương Dragon đang vào rồi anh. Ok. Bạn nó vào Discord đi, đang kéo nó lên. Ý thì nó thôi. Thằng anh đang ở trong đang cảnh sát hay là tội phạm đây? Cảnh sát đây. Chỗ này nguy hiểm quá. Anh kia bố phú thò đầu vậy. Dùng cái súng này hay khoai đó. Ôi dồi ôi, bọn nó đang xăm mình hay sao ấy. Biết ngay mà. Đứng ở chỗ này nguy hiểm lắm. Chết chúng mày rồi, tao được súng của tao rồi. Chết chúng mày rồi. À, xin lỗi chết tao. Cái gì vậy ta tình? Hai người cùng một lúc. Tôi bị vào ngõ cụt. Sao thằng này di chuyển ngu thế nhỉ? Ê ôi, bọn cảnh sát này kinh thế. Này, để cho nha.
là vô địch, nhớ là vô địch đang tự tí. Được này à, mày thì đứng lên cây này. Mày tên là Leo Kê à? Nam cảnh sát đỏ non trong nhà đây. Ây da. Thằng này nó chỉ có xả thôi. Được lần hai nha. Ai nhau. Rồi chúng mày vào đi, chúng mày vào đi. Tao dùng lại cái súng vừa nãy đi. Tao thích cái súng vừa nãy mà. Khó thế, khó thế. Khó thì gì mà cũng khó. Kìa. Thằng này nó dễ tính lần rồi. Cứ ta vô quờ. CJ ơi. Ai? Ai? Tốt cái này anh cho em nghỉ. Ok ok, cho anh cũng nghỉ luôn mà. Nốt cái này anh cũng nghỉ. Chắc mình phải chạy ra khỏi đây đi, chứ ở đây mình giết liên tục thế. Sang nhập vào nhà của nó đi. Bố ơi. À, bố đang quay lại với con đấy. Đang quay lại với con đấy, con cứ đứng ở đây đi nha, đứng đấy. Con đâu rồi? Con đâu rồi? Anh... Ôi giờ Quý... Sử rồi. Sống này nhọc
không biết là Đức em đang xăm anh đấy à? À, dám vào nhà người ta chứ? Đúng là Đức. Ok. Ok. Mày quá. Thằng Anna, anh biết vị trí của em rồi đấy nha. Thôi ok, anh em nghỉ nhá. Vâng, dạ vâng, dạ vâng. Vâng ạ. Tại thế được. Ôi, ba mọi người nhá.